Người ta bảo có một loại con mà mẹ bỉm sữa nào cũng sợ, đó chính là con ốm. Mỗi lần chúng nó ốm là mẹ cũng ốm theo. Khỏe thì thôi chứ ốm là cứ bám dịt lấy mẹ, không cho làm gì cả. May là nhà mình có một cô em giúp việc cực kỳ trendy. Ban đầu một cô em máy làm sữa hạt mini này về để phục vụ mẹ làm sữa hạt mỗi ngày thôi. Đến khi có việc mới biết cô em phục vụ cả nhà chứ không phải mình mẹ. Thật ra điều đầu tiên để mình lựa chọn chiếc máy này chính là nắp máy được làm bằng inox, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Chứ những chiếc máy khác dùng nắp nhựa, mình thấy lúc xay nấu nóng lên nó tỏa mùi khó chịu lắm. Mà về lâu dài chắc chắn sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng rồi, làm sao dám dùng cho gia đình mình chứ. Chiếc máy này còn nhỏ hơn cả cái ống siêu tốc, nhưng mà nhỏ mà có võ nha, cố tháo rời được nên làm gì cũng tiện. Mình cứ vừa bế con vừa nấu cháo cho con bằng chiếc máy này luôn. Vì nó tháo rời cối được nên mình mới dám thế đấy. Chứ máy liền cối dùng nó hay bị dò nước vào cối, xong ngấm vào mạch và động cơ máy, chả mấy mà hỏng, suốt ngày đi sửa thì quá tội. Chỉ cần cho nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy là xong, tha hồ ôm con. Chiếc máy này sẽ nấu luôn cho mình, mình đỡ phải canh, chả lo cháo bị chảo như mình nấu ngoài bếp, khổ lắm ấy. Thành phẩm ngon mà sánh mịn, mình thấy còn ngon hơn mình tự nấu ngoài bếp. Nồi niêu lỉnh kỉnh mà chỉ sợ khét, nếu mà cứ một tay bế con, một tay quấy cháo thì chết mệt. Đấy, nấu cháo cho con xong rồi thì nấu sữa hạt cho mẹ. Ngày nào cũng thế, mẹ một cối sữa, con một cối cháo. Mà cái cối bé tí, chùi rửa dễ vô cùng, lại cầm nắm nhẹ như bông. Nói chung là ưng nhá. Mình mua ở shop Dingle, các bạn tham khảo thêm, nếu thích thì chọn nha. Bye bye.